thì là kiểm tra là mọi người về nhà làm chứ không phải là làm ngay tại lớp đó. Đây thì hôm nay theo kế hoạch thì mình sẽ học một cái là về một số cái basic term, một số cái khái niệm cơ bản liên quan đến communication. Mình hiểu là tức là mình góp lại thôi là communication là gì, alright, nó có những cái element gì, right, và có những cái khái niệm gì mà người ta hay gắn liền ở trong đó, right, ok. Ngày thứ hai và ngày thứ ba, ngày thứ tư là có vẻ thú vị hơn một tí, right, vì mình sẽ học đến cái gọi là cái đặc điểm liên kết giữa văn hóa và giao tiếp, right. Ngày thứ ba, thứ tư thì liên quan tới cái việc thảo luận về vấn đề người ta gọi là communication filter. Filter đây là cái phễu, cái lọc á, right. Thì hy vọng mà không biết cái anh tốn thất gì đó, chắc là vài bữa anh nên đi học ở lớp này để mà biết đấy. Rồi mình có cái ngày tiếp theo là mình gì, mình học những cách là gì, kết nối, make một cái relationship, right, thiết lập quan hệ trong cái môi trường, giống như là cả anh chị á hay gặp á, ở môi trường diverse context, tức là có người đa dạng, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, tùm lum là gì đó ha. Đó, thì thật ra mấy cái này em nghĩ là tất cả là đều nằm trong cái kiến thức của anh chị hết rồi, thậm chí là em phải học từ cả anh chị nữa, right? Ok, rồi, right, thì cho nên là đó là cơ hội để mà mọi người cùng nhau thảo luận, ngồi lại thảo luận ha. Việc của em là chỉ có prompt những cái situation và question để cho mọi người trả lời thôi. Yep, alright, và em sinh năm tầm tư ha. Alright, thì đó chắc là trong lớp này là cũng là trung trung, không lớn không bé rồi đó, right? Mình cứ nice with each other, right? Mình session number one, tức là bài học của ngày hôm nay, thì đa phần là có một số khái niệm nó hơi nhiều như nói tiếng Anh đôi khi mọi người không hiểu lắm, thì em sẽ switch giữa hai ngôn ngữ, giữa Anh và giữa Việt nhé, để bảo đảm là ai cũng sẽ hiểu bài. Yep. Nếu như mà trong quá trình dạy mà nếu em nói nhanh quá, mọi người nhớ nhắc nhé. Alright, vì đôi khi là theo cái mạch bài là nói rất là nhanh. Được rồi. Alright. Ok. Yeah, thì trong cái bài này mình sẽ hướng tới một số cái yếu tố chính là foundation of human communication. Foundation ở đây chính là gì? Cái cơ sở để thiết lập của cái việc đấy, giao tiếp. Alright, của về mặt của con người nhé. Thì hôm nay mình sẽ giải quyết một số vấn đề. Đó là chính là cái nature of human communication, cái bản chất của cái việc giao tiếp, ok? Element, principle và competence, ok? Rồi, vậy thì bây giờ câu hỏi của em rất là đơn giản, mọi người thử nói có thể bằng tiếng Việt cũng được, bằng tiếng Anh cũng được, it's no problem, ok? So, how would you describe your communications on a typical day? And what does it say about your interests and goals? Ok? Vậy thì mọi người có thể mô tả cho em một tí thôi. Alright, cái việc mà mọi người giao tiếp hàng ngày như thế nào không? Right, và mọi người và từ thông qua cái việc giao tiếp đó thì mọi người có thể nói cho em biết là cái mục tiêu, alright, cũng giống như là cái sở thích của alright của cả anh chị đối với việc giao tiếp này là gì? Right, ví dụ như anh Tuấn, thấp Tuấn đi, anh Tuấn à, thì thường là anh giao tiếp chủ yếu qua những cái việc cái kênh truyền thông nào, những cái kênh nào anh Tuấn nghe? Anh Tuấn, đây có anh Tuấn nghe, im lặng nghe. Rồi, Zalo, yeah. Thì Zalo là thường là mình test hay là mình gọi á? Anh Sơn Sơn, dạ test hả? Ok. Dạ, trong cái thời buổi ngày nay thì hình như là cái việc mà giao tiếp mà sử dụng mấy cái app là hơi nhiều đúng không ạ? Dạ, nhất là cái buổi mà dịch bệnh như thế này thì ngoài cái việc mà face to face, right, tức là giao tiếp mà trực tiếp, thì hầu như cả cái ứng dụng mà người ta sử dụng để giao tiếp từ xa, người ta sử dụng rất là nhiều. Ánh mắt. Dạ đúng rồi nha. Cái ánh mắt mình gọi là right, ok, eye contact, eye ha, mình gọi là dùng những cái mà mình gọi là non-verbal communication, ok, non-verbal, right, non là không, trong này mình sẽ có những khái niệm này, verbal là không nói ra bằng lời, ok, yeah, ánh mắt nè, test qua những cái Zalo hay là cử chỉ, dạ đúng rồi,
mình gọi mình cũng gọi là non-verbal communication, gọi là behavior, đúng rồi ạ. Còn gì nữa không hả? Vậy thì giống như chị Trang hoặc là chị thích sử dụng ngôn ngữ, ngôn từ, chị thích nói, gặp trực tiếp để nói chuyện, hay là chị thích task, hay là chị thích dùng hành động hơn là chị Trang? Dạ tùy tùy trường hợp cô. À Ví dạ, trường hợp dụ như thế như hai thì vợ chồng mở nhà thì ông kêu là đi nhậu, mình chỉ nhìn đến mắt một cái là ông dạ đúng rồi, dạ. Còn nếu như mà ở cơ quan hoặc là bạn bè thì chị thường sử dụng cái phương tiện giao tiếp gì chị? dạ lời nói trực tiếp hả cô? Dạ Dạ cái gì trực tiếp ở nhà, ở đây là cơ quan thì mình nói trực tiếp, mình nói nha? kể Dạ cả với học trò mình cũng nói trực tiếp. dạ đúng rồi, Dạ dạ giống như giờ hai vợ chồng em bây giờ giả sử trong em nhận một cái message là tối nay anh đi nhậu, mà tức là em không thèm trả lời tin nhắn là ông hiểu rồi đó, tức là tối nay sẽ về sớm mà em cứ bảo ok đi đi thì có nghĩa là sẽ về muộn ở đấy, cho nên là thường em là thường mỗi lần mà ông nhận một cái message là tối nay anh đi nhậu nhá, là em bật em chọn cái cách là ignore tin nhắn, ok chẳng hạn như vậy. Thì đó đôi khi không cần phải là communication qua cái language ở đây, mà mình chỉ cần một cái tự chỉ, một cái action hay là một cái response hoặc là một cái react. Dạ, ok. React có nghĩa là giống như là một cái phản ứng. Right, ok. Thì người ta có thể hiểu rồi đấy. Vậy thì việc giao tiếp phải thể hiện rất là nhiều kính khác nhau ha. Right, và cũng tùy theo đối tượng để mà mình có thể là chọn cái phương pháp giao tiếp thích hợp. Right, ví dụ như sếp nói, sếp thì cần gì? Right, điện thoại hoặc là email thôi, đúng không ạ? Dạ, gặp mà nhau nói chuyện đôi lúc nói nghệ thì thôi gửi email cho rồi. Dạ, chẳng hạn như vậy. Vậy thì tại sao mình sẽ đâu câu hỏi đầu tiên mình sẽ phải giải quyết đó là why is it important to communicate well? Vậy thì tại sao là mình cần phải giao tiếp tốt? Alright. Và định nghĩa của sự giao tiếp là gì? Ok. Bởi vì ok, nếu như đầu tiên thì mình phải hiểu là gì, cái tầm quan trọng của cái việc giao tiếp, đúng không ạ? Ok, the importance of communication. Right, người ta bảo là communication break down. Ok, communication break down. Break là gì ạ? Break là bè, down là bè, bè gãy, bè vỡ ra. Thì cái sự mà gọi là giao tiếp mà gọi là bị lỗi á, alright. Ok, resulting barrier, tức là nó sẽ tạo nên cái barrier, mình gọi là những cái rào chắn, ok, mà nó against, nó against your ability, tức là tạo nên một cái hàng rào ngăn cách, cũng như là một cái gì, những cái gì đó, cái hàng rào nó ngăn cản cái sự gì, cái khả năng mà phát triển của mình về mặt cả professionally and personally, tức là về mặt là gì, công việc, ok, là cũng như là về mặt cá nhân, tức là nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Vậy thì communication là gì? Mọi người chỉ cần nhớ cho em một cái khái niệm là it's the art and process of creating and sharing idea, tức là một cái gì, một cái nghệ thuật, art ở đây là nghệ thuật, và cũng là một cái quá trình mà người ta tạo ra, mà người ta gì, là chia sẻ ý kiến. Vậy thì effective communication depends on the reach of those idea. Câu này nghĩa là sao? Tức là việc mà giao tiếp mà nó có hữu hiệu hay không á, thì nó dựa vào cái gì, cái sự rich ở đây là gì, rich là sự giàu có, sự dồi dào á, ok, sự phong phú của những cái ý tưởng đó, ok, alright, thì tức là người mà càng có nhiều ý tưởng thì càng càng có thể giao tiếp tốt hơn, đúng ạ? Dạ, thì cơ bản ý của nó cái về mặt lý thuyết thì nó là như vậy đấy, ok. Cái này em bỏ ra đôi lúc em nói mà mọi người nghe hiểu, thật ra mình chỉ hiểu cơ bản thôi. Right. Vậy thì communicating well and authentically with people very important. Right. Câu này như vậy ha. Tức là giao tiếp mà tốt hay là ok không á, thì đối với mọi người ta rất là quan trọng. Bởi vì là gì? Whether you are good friend, với bạn bè cũng vậy, mà đồng nghiệp cũng vậy, thì good communication is a key. Key ở đây là một cái chìa khóa, đúng không ạ? Một cái chìa khóa mà là gì? Achieving, để mà đạt được cái productivity and cultivating strong and supportive relationship. Productivity là tính nơi gì? Cái tính hữu hiệu á. Right. Dạ cũng cần phải điểm danh nữa chị ơi. Dạ. Alright. Thì tức là cái việc mà giáo tiếp tốt á là một chiều khóa, nó mang lại gì?
những cái mà cái hệ quả cái kết quả rất là tốt đấy, và cũng như là nó cultivate là gì, nó mình gọi là trồng trọt á này, nhưng mà đây chính là gì, để tạo nên những cái mối quan hệ rất là strong và support, thì strong nghĩa là mạnh và rất là vững chắc đấy. Thì cơ bản như vậy thì nó rất là ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của mình, đúng ạ. Vậy thì bây giờ mình đang gọi là fewer opportunity to communicate face to face, càng ngày càng ít cơ hội để gặp mở gỡ trực tiếp, đúng ạ. Vậy thì cho nên là mình sẽ bắt được mình con người mình đó, là luôn luôn không ngừng tìm mọi cách để mà gì những cái cách mới nhất để người ta có thể giao tiếp được với nhau. Mặc dù giả sử như mọi người thấy là COVID đây là một cái trường hợp, đúng không ạ, khi mà người ta bắt đầu phải bị quarantine nghĩa là gì, được nhốt ở trong nhà, bắt đầu phải tự cách ly, thì cái việc mà cái nhà giao tiếp cũng phải là nhu cầu của con người thôi, vừa là nhu cầu của cá nhân mà vừa là nhu cầu của công việc, thì bắt buộc thì mọi người thấy là cái công nghệ nó bắt đầu bùng nổ ra. Vậy thì để mà gì giúp cho người ta giao tiếp tốt, đúng ạ, thì nào là Zalo này bắt đầu phát triển này, ngoài Zalo ra thì có Viber, rồi mình có gì Facebook, rồi Messenger, rồi bắt đầu là gì, rồi email, rồi đến cái việc dạy á, thì ngoài cái việc mà chỉ dạy đơn thuần là có họp mặt, ngày xưa người ta hay dùng Skype, đúng ạ, rồi đó cho nên có sự cạnh tranh này đến Meet rồi Zoom mọi thứ. Rồi bây giờ thì người ta lại bắt đầu xài những cái ứng dụng mà mình có thể là để cho giáo viên học trò tương tác trực tiếp trên cả cái hệ thống bài tập, ví dụ như Padlet này, rồi nào Quizy này, mọi thứ tất tập, thì đó tất cả là những cái đó là tùy thuộc vào cái nhu cầu giao tiếp của con người mà ra đấy. Đó thì đó là những cái mà mình hiểu như vậy thôi, chứ thật ra cái này mọi người đều hiểu hết rồi, đúng không? Đó vậy thì right, bởi vì thế giới là không ngừng thay đổi cho nên là mình cũng phải là gì, cũng phải là học về cách thích nghi với các cái hình thức giao tiếp khác nhau, đúng ạ. Vậy thì giao tiếp tốt thì người ta không chỉ là đơn thuần là gì able to best express yourself, mà cũng phải là learn of understand and learning from your audience. Tức là để mà gọi là giao tiếp tốt thì không chỉ đơn thuần là cá nhân của mình, là mình phải là có thể thể hiện được bản thân của mình. Vậy nhưng cơ bản nói phải có người nghe, mà để mà người ta nghe thì mình phải nói làm sao cho thuần tai của người đó, đúng không ạ. Vậy thì cái việc mà thuần tai của người ta thì có nghĩa là để mà nó đi sâu vào lòng của người người nghe, thì có nghĩa là mình phải hiểu tiếng Việt, mình hay gọi là biết người biết ta đó, trăm trận trăm thắng đó, đúng không ạ. Vậy thì ở đây cũng vậy. Nhắn quá gì hả, ok, dạ tiếp theo này chậm lại. Vậy thì cơ bản là gì, để mà giao tiếp tốt thì mình phải là gì, mình hiểu ngoài cái việc là mình rất là giỏi về cái việc là mình express ourselves, right, tức là mình muốn nói gì là mình nói được, right, mà bên cạnh đó mình phải understand the listener, mình phải hiểu được cái người nói người nghe là như thế nào nữa, đúng ạ. Ví dụ như em nói chuyện với mọi người mà người miền Nam hoặc chẳng hạn, thì em sẽ nói gì cầm lại chẳng hạn, nhưng mà nói giữa hai người Huế với nhau em có thể dùng cái language nó khác và cái cách giao tiếp cũng khác đó. Rồi khi ở trên lớp học với cái vai trò là lecturer thì phải khác, nhưng mà ở daily conversation thì lại khác đó. Thì đó chính là cái mà mình gọi là alright right, understand yourself, understand the listener, ok. Thì đó là cơ bản những cái mà mình cần phải lưu ý. Vậy thì alright, vậy thì tại sao mình lại phải học cái môn này? Đây thì thật ra là lúc mà trước á, thì chị một người đồng nghiệp hỏi em là cái môn này có phải là lý thuyết của không và có nên bỏ cái môn này không, thì em mới nói là lý thuyết hay không á là ở cái bản thân của người dạy và ở cái bản thân của người học nữa, chứ không có môn nào là hoàn toàn lý thuyết mà cũng không có môn nào là hoàn toàn practice, đúng không ạ. Right, ok. Right, vậy thì theo mọi người tại sao mọi người nghĩ đi, tại sao mình lại phải nên học môn này, cũng là học nha, tại sao mình phải tìm hiểu vào cái món này đi, mọi người nghĩ sao? Right, không biết mọi người có hay học ví dụ như bên kinh doanh rồi gì đó, marketing gì đó, chắc là phải hay hay học môn này ha. Thì mọi người nghĩ tại sao mình học cái môn communication này, và cái môn communication này
Tại sao nó lại nên đưa vào cái môn ngôn ngữ học của mình mọi người? Mọi người nghĩ đi, nghĩ đến cái mà chương trình học mà em đã đưa ra. Thì tại sao mình lại phải đi sâu vào cái môn này? Why do you think we have to study it? Right? Ok. Bởi vì cơ bản là sao hè? Alright. Mình học là ngôn ngữ đúng hè? Ngôn ngữ mà ngôn ngữ tiếng Anh nữa. Mà đó là our foreign language, tức là ngôn ngữ nước ngoài. Mà bây giờ nếu như mọi người đã đi Đông đi Tây nhiều thì mọi người sẽ biết là gì à? Thì cái mà mình gọi là sự khác biệt về mặt văn hóa, right? Về mặt ngôn ngữ, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái problems trong quá trình mà mình giao tiếp. Có những cái người ta gọi là cultural shock. Cultural là gì? Cultural là văn hóa. Đúng ạ. Shock là gì? Shock là bị sốc á, mọi người biết không? Đó, bị sốc á. Vậy thì cultural shock là gì? Tức là mình bị sốc về mặt văn hóa khi mình giao tiếp. Người ta cứ hay nghĩ là sốc văn hóa về mặt giao tiếp ở đây chỉ đơn thuần là ví dụ như mình đi ra nước ngoài, mình ra Tây, đi Tây, đi Tàu, mình hiểu cái văn hóa của họ thì mình này. Nhưng mà thật là cơ bản, ví dụ như người Nam mình đi Bắc mà giao tiếp với nhau thôi, đã là một cái problem, đúng ạ. Đó, đơn cử như em đi vào Sài Gòn mà mọi người bảo đi ăn đi, mà mọi người biết không, em đi ăn, đi vào Sài Gòn em vào quán ăn là em giật mình, em không ăn được, không phải là không ăn được mà không ăn nổi, gọi là mình ăn không nổi. Vì sao? Vì ở Huế người ta ăn cái gì, người ta bỏ một chén chút 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 vậy này, rồi ok, tức là ví dụ như ăn chè là người ta hay từng ăn những chén nhỏ nhỏ vậy. Nhưng mà đi vào miền Nam ha, em đi vào một cái cửa hàng kêu một ly chè, rồi một ly chè là phải gấp 3 lần những cái ly mà em hay ăn ở Huế. Mà ở nhà hồi xưa em nhà được học, tức là ba mẹ là cũng hay nói là ăn, đặc biệt là con ăn là con phải ăn cho hết, chứ tự nhiên mà khi mà đi ăn với người ta, giả sử như đi ăn tiệm hoặc đi ăn sao vậy mà mình ăn không hết á, là mình thể hiện là mình không tôn trọng người ta, tức là không tôn trọng người nấu cũng như không tôn trọng cái người là cái người mời mình đi ăn mà. Thì đó, nhưng mà đến khi, nhưng mà mọi người tưởng tượng làm sao mà ăn cho hết được, trong khi em là của em nhưng phải cố gắng cố sống cố chết mà ăn cho hết, ăn xong là ngồi ngồi thở luôn chứ không ăn được. Dạ đúng rồi đó. Dạ, Huế là ví dụ như đi ăn một cái gì đang chút chút vậy, cái gì chút hết, ví dụ ăn cơm trong nhà vậy, đi đi vào một cái nhà người Nam hỏi đi, họ bảo là ăn cơm ăn cơm, họ mời vào ngồi ăn cơm mà họ vừa ăn vừa nói đi nói rồi. Dạ đúng rồi, ăn cỗ và cố ăn đó. Đến khi ăn cơm ha, là họ rất là lợi dở, là họ đớm như một chén cơm mà một chén cơm mà đầy vú như này, là em ngồi là em đã nhìn rồi đó. Chị mới nói về chuyện ăn thôi đó, mà phải cố ăn, đúng đó, ăn cỗ và cố ăn anh hài phải không. Mà không ăn á, tự nhiên họ bởi cho mình một chén cơm rất là đầy mà mình không ăn á, mình ăn mình thưa thì mình thấy rất là khó chịu. Dạ yeah. Mà dạ đúng rồi, dạ đúng rồi đó. Chứ còn mà nếu như mà mình ăn mà mình chưa lại rất là khó chịu đúng không, mà mình ăn mà mình ăn mà cố gắng ăn á, thì chỉ có ăn cái cơm nữa thôi, chứ còn thức ăn là ăn không nổi nữa. Mà họ lại bảo ủa sao tôi, họ rất là nhiệt tình, ô nấu dở quá ha, không ăn hả, không ăn được nữa ha, thế ăn cái này nhé, ăn cái này nha. Cuối cùng ok rồi, nghe đi ăn là cũng sờ luôn đó. Thì đó, cái đó cũng gọi là một cái cultural shock đấy. Vậy thì để mình gọi là chuẩn bị sẵn tâm lý đúng không ạ? Đó, thì mình communication thì cần không chỉ là thông qua cái là verbal communication, giao tiếp bằng lời nói đúng không ạ? Ví dụ như dạ thiệt tình đó thôi. Dạ đúng rồi. Còn ví dụ như cơ bản là em có một hồi em ở Úc á, thì cái ông giáo sư của em là một người hướng dẫn luận văn của em, là một người cũng là rất là hay nghiên cứu về văn hóa. Ông lại bảo tao nói thật với mày á, tao sợ lắm, người Việt Nam mày, tức là người châu Á bằng mấy á, người Việt Nam với người Trung Quốc kia á, tao sợ nhất là bọn mày cười. Tao thấy vui cũng cười, buồn cũng cười, đồng ý cũng cười, hỏi hiểu bài không cũng cười cười mỉm mỉm, không hiểu bài cũng cười cười, rồi cái gì cũng cười hết, cứ gật đầu cười nhẹ miệng cười. Tao không hiểu được cái nụ cười của mày, nụ cười của cái người mà ở bọn váy á,
ý nghĩa của nó là gì. Thì nếu như mà ai mà có nghiên cứu thì sẽ có một cái bài nghiên cứu của một cái người cũng là tiến sĩ cách đây rất là lâu rồi, là nghiên cứu ý nghĩa ẩn đằng sau cái nụ cười của người Việt đấy. Thì đó, thì mọi người thấy đó ạ, này đó, tức là cũng là một cái cultural shock, cho nên là bảo là đi đâu tao thấy cười thân thiện lắm, nhưng mà tao không hiểu là đằng sau cái nụ cười đó là nó cái bị nó hàm nghĩa là gì. Happy, angry, alright, agree hay là disagree, understand hay là not understand, ok đó. Rồi thì đó chính cái đó mình gọi là, cho nên đó là mình học là gì, giao tiếp, nhưng mà mình cũng phải hiểu ok cái cultural, alright. Ví dụ như mình đi vào thang máy, bởi vì có một cái trường hợp, tức là giả sử như em với ông giáo sư đi đứng chơi thang máy, thì đứng đợi đến khi thang máy tới á, thì em á là em đứng đợi em chờ để cho cái ông giáo sư á, ông vào trước, mình là thầy mà, thầy đi trước mà, thầy thì lớn tuổi nè, 75 tuổi rồi, mình đợi ông vào, ông cũng đứng ông đợi mình vào. Hai người cứ đứng nhìn nhau, cuối cùng ông bảo à, tao nhớ rồi, ok, ở Vietnamese culture có nghĩa là mày rất là tôn trọng teacher, the professor, cho nên là về đặc biệt là old people, cho nên mày nhường old people trước. Nhưng ở văn hóa của bọn tao là gì, lady first, phụ nữ trước, cho nên mày phải vào trước chứ không phải là tao vào trước, ok. Cho nên là ok đó, cho nên là cuối cùng là thang máy chạy có hai lần mà hai cái thầy trò là cứ đứng nhìn rồi thôi chứ ai vào hết đó. Thì cái đó chính là communication đó, đó là một số kinh nghiệm của em nhé. Vậy thì cho nên tại sao mình học, bởi vì nó là gì, improve yourself, ok, trong những cái trường hợp sau đây, employability, khả năng tìm công việc, đúng không ạ, relationship, mối quan hệ, physical and emotional health, alright, nó cũng liên quan đến cái sức khỏe mà về mặt thể chất nữa, đúng không ạ, và tinh thần, đúng không ạ. Ok, giao tiếp, nếu như có người, những người mà hướng ngoại á, thì giao tiếp là một cái cách để mà họ xả stress, thì cái gì để trong lòng hết họ nói, họ nói được là thấy khó chịu lắm đó, thì đó chính là emotional health, alright. Right, so how do you like to communicate? Vậy thì, right, alright, có bao giờ mọi người tự hỏi là mọi người thích được giao tiếp bằng cách nào không? Right, tức là mọi người thích người ta nói, người ta giao tiếp với mọi người như thế nào? Yeah, right, thích nói chuyện như thế nào? Ví dụ người miền Nam các anh chị thích như thế nào? Thích nhiệt tình, đúng không ạ? Alright, tại vì cứ nói ra đi cho khỏe, đừng có để trong bụng. Đấy, nhưng người người Huế chẳng hạn, mọi người biết chứ, theo kinh nghiệm, tức là theo cái em hiểu, thì có một số người á thì lại phải theo kiểu là hướng nội, tức là gì, bực cũng nói ra là sợ mất lòng, không phải gì cả. Dạ, ví dụ như bọn em vậy ha, nói ra là sợ mất lòng mà cứ để trong bụng vậy thôi, hoặc là lâm bầm hoặc gì thôi nhé. Đó đấy, cho nên là cứ im lặng đó này mà. Dạ, đó là một số con người miền Bắc thì người ta lại có cái cách giao tiếp khác, đúng không ạ, người ta lại sử dụng những cái phương pháp nói ẩn dụ, nói như này nói nọ chẳng hạn đó. Con người miền Nam hơi toẹt ra, con người Huế thì cứ giáp, ok, vui thì nói, rồi còn những chuyện mà buồn hoặc là bực dọc đó, thì không nói ra làm gì hết. All right, tự hiểu, hay bảo là tự hiểu đi nha, ok, không muốn nói nhiều. All right, đó thì đó là những cái mà mình sẽ consider đấy. Còn không hiểu thì mọi người phải thử suy nghĩ thêm, với mọi người thì mọi người thích giao tiếp như thế nào đấy. Cái này, câu này mình sẽ để dành để mình trả lời hôm sau nha. Đó đấy, đó đấy, ok. Vậy thì communication are sometimes taken for granted. Some people are natural communicator, but for others can be difficult to translate an idea into words. All right, ok, một đôi khi có một số người họ sinh ra là đã giỏi giao tiếp rồi, natural rồi, đúng không ạ, nhưng một số người khác thì lại rất là khó, rất là không biết, gọi là mình gọi là không biết cách diễn đạt đó. Ở đây lên từ cái ý tưởng mà để đưa ra thành lời, đôi lúc là họ dường như họ rất là thích một cái người nào đó, nhưng mà mỗi lần gặp như là tìm cớ gây sự thôi. Ở đây để mà lôi kéo sự chú ý đó, cái này thì mình biết, đúng không ạ. Thì đó là một số cái đôi lúc muốn nói mà không biết nói làm sao cho người ta hiểu, hả? Right.
Vậy thì cho nên là an important aspect of good communication is taking the time to understand and acknowledge your own communication method. All right. Vậy thì một trong những cái aspect, một cái khía cạnh quan trọng của việc của giao tiếp tốt đó chính là nhìn, hãy dành thời gian để mà hiểu, understand, hiểu và nhận ra được cái phương cách giao tiếp của mình. All right. Vậy thì để làm đó là gì? Hãy nghĩ ra gì? All right. Mình giao tiếp như thế nào? Lại trong cái môi trường nào là mình có thể làm việc tốt nhất và giao tiếp tốt nhất, đúng không ạ? Ok. Và cái style, cái phong cách giao tiếp nào mà mọi người sử dụng nhiều nhất? All right. Ok, ask yourself the question, đúng không ạ? Ok. Right. Vậy thì cái natures of human communication là gì? Mọi người nhớ cho anh những cái key term nha. Nature là cái bản chất. Alright, chứ không phải là thiên nhiên. Alright, mình có cả cái hình thức giao tiếp khác nhau. Tiếng Việt là mọi người đã sử dụng, còn có thể thì khái niệm đây nó có cái gì đó mới hay là với mình không? À, mọi người giả sử giúp em đi, cái interpersonal communication là gì à mọi người? Mình có interpersonal, những cái term này á, mình nên nhớ nhé. Vì đôi khi mình gặp lại trong bài kiểm tra hay gì đó, mình cũng nên nhớ một chút. Inter, inter nghe inter là bên trong nè mọi người nè, bên trong nè, personal là cá nhân nè, communication thì mình gọi là gì mọi người hả? Giao tiếp về cá nhân ở bên trong á, dạ nội tâm, dạ đúng đó, mình kiểu là mình tự giao tiếp với chính mình gọi là độc thoại nội tâm đó hả, đó, mình gọi là độc thoại nội tâm, tức là mình cứ hay tự nói về chính mình á, ok, là ok. Tôi phải là người tốt không hay là người gì đó, alright, à, mình gọi là độc thoại nội tâm, ok, you communicate with yourself. Nhưng mình có cái inter, mình nghe inter là international đúng không? International là gì? Là xuyên quốc gia. Vậy thì interpersonal communication là gì mọi người? Person là người, mà interpersonal communication nghĩa là sao? Là sao anh Phúc à? Tức là giao tiếp sao ạ? Inter đó, tức là liên kết đó. À dạ, interpersonal communication là giao tiếp giữa người với người, tức là giao tiếp giữa hai người với nhau. Right, alright, alright, tức là có cái liên nhân đó, phải giao tiếp liên nhân đó, ok. Tức là giữa hai người với nhau. Còn inter là chỉnh với bản thân mình thôi. Đó, tức là mình nhớ cái cụm này. Interview thì lại là một cái hình thức giao tiếp khác. Interview là phỏng vấn, tức là có một người họp, một người trả lời, tức là một người cầm trịch đúng không ạ? Alright, một người là dẫn dắt cái câu chuyện, cái cuộc hội thoại, còn một người là đóng một vai trò bị động. Còn cái interpersonal là khác nha, anh nói tôi nghe, tôi nói anh nghe, giao tiếp hàng ngày đúng không ạ? Nó khác nhau nha. Mình có small group communication. Small group communication thì là khác nữa, mấy cái khái niệm này mình nên nhớ ha. Small group communication đó là mình giao tiếp trong nhóm đúng ạ, mình có cái nhóm giao tiếp với nhau. Còn mình có cái gọi là organizational communication. Tại sao mọi người hè, cái này chắc mọi người dùng nhiều chứ, là giao tiếp ở đâu ạ? Giao tiếp ở đâu nhỉ? Giao tiếp tập thể và giao tiếp ở cơ quan tập thể cũng hạn. À, mà liên quan tới công việc, giao tiếp ở công sở, mình gọi là giao tiếp ở công sở đó. Ok, organizational là tức là cái cơ quan tổ chức mình làm việc á đó. Đó đây, ok, nó khác. Còn tập thể là ví dụ như small group á kìa, theo nhóm á, mình có public speaking lại là khác nha. Public speaking cũng là giao tiếp nhưng mà cái phương thức nó hoàn toàn khác. Public speaking là sau này mọi người có học đại học có thì muốn public speaking chứ hả? Đó, những cái năm cuối đại học hôm nay đúng không ạ? Tức là gì? Public là công cộng đó, public speaking là gì? Public speaking là gì ạ? Mọi người biết không nghe? Cái này là giống như là mấy cái ông mà hay nói á, phát biểu á. Là public speaking là hay phát biểu đó. Đó, cái phát biểu giữa truyền giữa đại chúng ấy, hả? À
Public communication đó, nó khác với public speaking nè. Public communication là ví dụ như là mấy cái bảng quảng cáo này, rồi cả cái quảng cáo này, cái đó mình gọi là public communication, tức là mình giao tiếp chung với cộng đồng như vậy. Alright, à, là ví dụ như anh làm một chương trình quảng cáo để mà cho tất cả mọi người đều nắm thông tin thì anh là public communication. Rồi anh thử dùng cả cái bảng biểu ta để là gì, ai đọc là bảng chỉ đường vân vân, cái đó là gọi là public communication. Còn public speaking, speaking là đứng nói mà, vậy thì public speaking là gì, là đứng phát biểu. Đứng phát biểu nó khác với giáo tiếp và truyền thông, giáo tiếp công cộng chứ, đúng không ạ? Đó. Thì ở đây là public speaking là một cái gì, là một cái phương thức đại của communication. Nhưng mà communication là gì, à, ở đây là như thế nào, tôi nói đồng bào nghe rõ không, ý là như vậy. Ok, tôi trình bày ý kiến về một cái vấn đề gì đó hoặc là một cái quan điểm gì đó, và những người còn lại là gì, người nghe đại chúng. Thì cái public speaking này thường là ai làm, đúng không ạ? Thường là ví dụ mình trình bày trong một cái cuộc họp, mình trình bày một cái sản phẩm gì đó, hoặc là mình diễn thuyết, cái này mình gọi là diễn thuyết á. Cần nói chị tóm hả? Mọi người cần phải điểm danh như vậy đó mọi người hả? Mình học ở mình cũng rất là open, mình không có điểm danh. Ai học thì học tốt, không thì mọi người có thể xem lại bài ghi ha. Right, thì đó cái đó, nó khác nhau, anh Phúc hiểu chưa? Right, speaking là mình đừng phát biểu. Right, còn communication là mình giao tiếp chung với cộng đồng như vậy. Mình có cái môn là mình có một cái tiếp theo, một cái phương thức nữa là computer mediated communication. Computer mediated communication là khác nữa. Đó là gì? Mọi người nghĩ ra những cái ví dụ gì của gọi là mediated. Tức là cái giao tiếp mà sử dụng những cái là gì? Công nghệ mà liên quan tới máy tính đó. Rồi, công nghệ số. Giao tiếp gì mà sử dụng công nghệ số mà người hàng? Zalo nè, Meet như mình vậy nè, Google Meet nè, Zoom nè, email nè, đúng mọi người đó, Facebook nè. Thì đó là những cái hình thức của computer mediated communication, tức là mình giáo tiếp online đó, mình gọi là ok là giáo tiếp không trực tiếp, gọi là qua Zalo, qua Zoom, qua đôi gì gì đó thôi, chứ không phải là face to face đó đấy. Còn cái mass communication là khác nha. Mass communication này là điển hình là giống như là cả cái anh chàng quảng cáo đó, mọi người, những cái chương trình chạy quảng cáo đấy, những cái pano đấy, những cái áp phích đấy đó, những cái tờ rơi đấy, những cái đó người gọi là mass communication, tức là giao tiếp truyền thống đó, nó khác nhau đó. Tức là khi người ta hỏi mình có bao nhiêu hình thức giao tiếp thì mình bên người ta sử dụng những cái term này, là việc của em là mong mọi người hiểu được cái sự khác nhau giữa các cái phương thức giao tiếp này. Là được rồi. Inter là độc thoại nội tâm này, từ nói về chính mình này. Inter là mình gọi là như face to face đó, mặt đối mặt giao tiếp giữa hai người với nhau. Interview là lại là một cái phương thức khác, người hỏi người trả lời, đúng ạ, mà nó rất là formal. Ok, mình gọi là gì, formal nghĩa là rất là nó khá trang trọng, chứ nó không phải đời thường giống như mình là mình gặp mình hỏi vài ba câu, đúng ạ. Rồi mình giao tiếp tập thể theo nhóm nhỏ, rồi mình giao tiếp trong cơ quan công sở là mình có cách giao tiếp khác. Ví dụ như một số người trong công sở nhìn rất là nghiêm nghị, nhưng mà đi ra ngoài thì rất là nice, nó khác nhau đấy. Có một số người là họ giao tiếp hàng ngày rất là giỏi, nói chuyện quá trời trời đấy, mà lên public speaking mà bắt đứng phát biểu hay là gì đó cái là đọc diễn văn cái là bắt đầu là run cầm cập, họ không good at cái standing in front of the public, tức là họ không giỏi cái việc mà đứng trước đám đông để mà làm một cái bài diễn thuyết, đúng không ạ? Rồi có một số người á là face to face họ nói cũng được, họ giao tiếp cũng được, nhưng mà họ lại rất là good good ở cái sử dụng cái computer mediated communication đó, tức là họ nói chuyện mà mặt đối mặt á, họ không nói. Nhưng mà ví dụ như dùng Zalo, trời ơi tẹt quá trời luôn, dùng Facebook ngày nào cũng đăng bài, đúng ạ? Thì đó chính là rất là good đó. Rồi có người làm mass communication là gì, dùng quảng cáo này, tờ rơi này, áp phích này, rồi những cái bài right, cái bài post trong blog rồi gì gì đó. Ok, đó thì có thể đâu có một người là giỏi tất cả, nhưng có một số người họ chỉ giỏi một số cái nhất định thôi nha. Thì mình có những cái thớm đó mình cần lưu ý ha. Đây, đó mình cứ cần thiết về nhiều đấy. Vậy thì
Right, cái này right. Vậy thì cái benefit của đây là gì? Alright. Không cần thiết. Vậy thì mọi người thử nhìn cho em xem, trong những cái câu này, mọi người nghĩ câu nào đúng, câu nào sai. À, bây giờ mình sẽ xem thử ha. Bây giờ mọi người thử đánh giá thử xem. Ví dụ câu 1, mọi người nói là true. À, câu 2, mọi người nói là false. Chẳng hạn như vậy. Bây giờ mình xem những câu này theo mọi người là câu nào đúng, câu nào sai. Câu thứ nhất này, mọi người cứ đánh nè. True false cho em xem thử ha. Communicator are born, not made. Tức là gì? Thì người mà giao tiếp tốt á, là họ được sinh ra là như vậy, chứ không phải là họ được tạo. Mấy ở đây là gì? Không phải là do được uống nắng dạy dỗ mà thành, mà cơ bản là gọi là bẩm sinh rồi. Ok, thì mọi người nghĩ câu này đúng hay sai ạ? Four, right, sorry, good. Ok, bây giờ vì sao sai? Vì sao à? Anh hầu nghĩ vì sao sai ạ? Right, born not made. Ok, được. Yeah, right, tức là người ta sinh ra việc giao tiếp là được, bẩm sinh là như vậy, chứ không phải được người ta tạo thành. Bây giờ mình nghĩ đến một cái trường hợp họ hay bảo là gì? Con cái, nhân cách của con cái là thường được hình thành là nhờ từ ba mẹ, đúng không ạ? À, nhìn bố mẹ mà học theo, chứ không phải là tự nhiên nó sinh ra là đã có một cái đứa là đôi lúc đúng là bạn thân mà sinh ra sẽ có một đứa hướng nội hướng ngoại, nhưng mà cái phong cách giao tiếp là nó ảnh hưởng rất là lớn từ phía cách giao tiếp của bố mẹ, đúng không ạ? Thì một số nghiên cứu người ta bảo như vậy. Rồi câu số 2, mình sẽ đi sâu hơn ở phần sau. The more a couple communicate, the better the relationship will be. Bạn nghĩ có đây đúng hay sai? Nếu như một cặp vợ chồng mà càng giao tiếp nhiều thì cái mối quan hệ của họ sẽ càng tốt. Bạn nghĩ sao? Ừ, cái này hên xui cho tôi, nhiều người chia tay vì bà vợ nói nhiều quá. Được. À, vì mọi nhiều người chia tay vừa nói nhiều quá ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu như giả sử hai người mà ai im lặng hết thì sao? Dạ, cũng là cái này hên xui dữ ha. À, ví dụ trong gia đình em thì em là một người nói rất là nhiều, còn ông chồng em là chỉ có listen thôi. Chỉ có listen most of the time. Khi nào mà thấy nói nhiều cái là chứng tỏ là có uống vô vài ly rồi đó. Ok. Đó, rồi. Ok. Yeah. Rồi, nhưng mà ở đây cũng tùy quan điểm của mỗi người nữa. Anh nói đúng ha. Bây giờ mình còn câu tiếp theo nè. When two people are in a close relationship for a long period of time, alright, one person should not have to communicate his or her needs and want. The other person should know what these are. Mọi người nghĩ sao? Khi mà hai người là đang là gì? Là gọi là quá thân thiết trong một cái thời gian rất là dài rồi, mình gọi là gắn kết với nhau trong thời gian dài rồi, thì ok, một người không cần thiết phải nói ra là mình thích cái gì, mình muốn gì nữa, người kia tự ắt sẽ hiểu. Mọi người nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Có này đúng không nè? Tức là đã biết nhau quá rồi thì không cần phải nói nữa, tự hiểu thôi. Dạ cái này đúng đó cô, nhiều người nói Dạ. là nhìn cái mặt mà tôi biết ông muốn nói gì rồi đó. Dạ. À, đúng rồi đấy. À, anh nói là đúng rồi ha. Ví dụ như hồi nãy chị và chị gì đó, chị nói là đâu bảo đi 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 nhậu hay gì đó ha, chị Trang ha, chị cần liếc mắt cái là biết là ok, là cần muốn cho đi nhậu hay không rồi đó. Ok, thì cũng có khả năng hè đấy. Ok, lại rồi. Bây giờ câu số 4 nha. Complete openness should be the goals, alright, of any meaningful interpersonal relationship. À, câu này nghĩa là gì? Open là mở, ở đây mà complete là hoàn toàn, tức là mở hoàn toàn. Phải là gì? Mình gọi là gì? À, tức là đừng có mà có cái bí mật đi gì hết, nói gì huỵch toẹt ra đi. Ok, đó chính sẽ là cái mục tiêu của bất kỳ cái mối quan hệ giữa người với người. Mà nghĩ sao? Tức là gì? Cái gì đừng ngồi giấu trong lòng, nói ra hết đi. Ok, alright, tức là việc là thành thật, vậy là mình gọi là thẳng, thẳng ruột ngựa đó, thành thật, nói thẳng là nên là một cái mục tiêu nếu như ok muốn có một cái mối quan hệ đầy ý nghĩa giữa người với người. Đấy, mọi người nói sai hả? Ồ, đây ai nói sai hết nè. Ok, wow, good.
Đấy, câu hồi này là cái hai câu này là anh Nguyên này nói là ngược, có vẻ ngược ngược với mọi người nhá. Anh nói đúng thì mọi người sai, anh nói sai mọi người nói đúng nhá. Ok, câu số 5 nè. Mọi người suy nghĩ ha. Câu số 5. Interpersonal or group conflict is a reliable sign that relationship group will be in trouble. Câu này nghĩa là sao? Conflict là mâu thuẫn, có cái mâu thuẫn giữa nhóm, trong giữa nhóm hoặc là giữa hai người với nhau. Ok, đó chính là khi mà là trong nhóm hoặc là giữa hai người với nhau mà có mâu thuẫn thì đó chính là một cái tín hiệu rất đáng tin cậy cho người ta biết rằng là gì, à cái mối quan hệ giữa giữa những cái người trong nhóm đó hoặc là giữa hai người đó có vấn đề rồi. Có nghĩ sao? Vậy thì cũng người ta nói đúng không ạ? Tức là có bất kỳ cái sự mâu thuẫn nào giữa người với người xảy ra giữa nhóm, trong nhóm với nhau hoặc là mâu thuẫn nào nó xảy ra giữa hai người với nhau thì đó là một tín hiệu cho người ta biết là à có vấn đề đó, mối quan hệ giữa hai người này hoặc là những người trong nhóm này có vấn đề rồi. Có vấn đề mới có mâu thuẫn chứ, không có vấn đề không có mâu thuẫn đâu. Mới nghĩ sao? Con nói đúng sao? Cô, cái conflict đó là phải có, cho nên là cái quyết định là nó có vấn đề hoặc nó phát triển hoặc là nó bị phá hoại là phải nói tới cái solution. Yeah, ok. Tức là cái solution là ok. Rồi phải xem cái cách người ta giải quyết như thế nào đúng không ạ? À, đây chị Hiền thì cho được cho sai nè. Chị Hiền nghĩ là sai mà anh Phong nghĩ là đúng. Chị Hiền nghĩ sao? Chị Hiền vì sao chị Hiền nghĩ là sai? Chị Hiền à. À, đây. Cô, theo em là có thể là do trong nhóm thì bao giờ có nhiều người thì bao giờ cũng sẽ có những cái ý kiến trái chiều nhau sẽ nảy sinh, mà không nhất thiết là ý kiến trái chiều nhau đó sẽ là một cái trouble, một cái vấn đề nào đó gọi là có thể là gây căng thẳng, nhưng mà cũng có thể là theo chiều hướng giống như em Nguyên, có thể là tốt theo cách mà mình xử lý nó làm sao cho nó hợp lý, nên em nghĩ là nó không phải là một vấn đề, Em cảm mà ơn em chị. không nghĩ là nó bị trục trặc gì đó. Đôi khi mình nói là cái là mâu thuẫn là làm cho con người ta hiểu nhau hơn á chị ha. Cũng có hiểu như vậy ha. Đôi khi vậy, hiểu được cái tính cách đối nghịch, cái quan điểm của mỗi người để từ đó có thể điều chỉnh lại để mà có thể làm cho mối quan hệ là tốt đẹp hơn về sau. Cũng đó là cũng là một cách ha. Trăm người là 10 ý mà làm sao để cho giải quyết hết được đúng không ạ? Còn anh Phong thì là cho là đúng nè. À, anh Phong có thay đổi ý kiến sau khi nghe chị Hiên nói như vậy không anh Phong? Thưa cô, thì em nghĩ cái vấn đề ở đây thì nó cũng không phải là cái vấn đề mà nó gây hại. Cái vấn đề ở đây thì cũng như là anh Nguyên với chị Hiền nói là nó sẽ là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần giải quyết để cái nhóm chúng ta tốt hơn, chứ không nhất thiết là nó sẽ là vấn đề gây hại. Thì Đúng rồi em ạ. vẫn suy nghĩ là nó đúng. Ok. Nhưng mà đây là cái tín hiệu đó cho người ta biết là trong nhà này có vấn đề. À, vấn đề ở đây chính dịch pháp bồ đây không phải là theo cái chiều hướng xấu đúng không Đúng ạ? rồi cô. Chị anh là như Đúng rồi cô. vậy. Ok, thank you. À, câu số 6 mình lại có này. Like good communicator, leader are born, not made. Vậy thì cũng giống như những cái người mà gọi là giao tiếp giỏi vậy, thì những cái người lãnh đạo á là bẩm sinh là họ được sinh ra để làm lãnh đạo, chứ không phải là họ được mài dũa hay huấn luyện để trở thành người lãnh đạo. Mọi người mình thấy cái ý này đúng không? Quá nhị đúng không ạ? Bây giờ hãy liên tưởng tới mấy cái ông như Obama nè, hay là liên tưởng tới ông đó Bill Clinton nè, đó mấy cái ông mà nổi tiếng nha đi, à, hay là mình nghĩ đến ông Bill Gates hay là những cái gì gì đó, hay là những cái nhân vật nào đó mình biết, thì mọi người nghĩ ra cái ý kiến này đúng hay sai? Sai ha, cũng nghĩ là sai á, tức là lãnh đạo cũng phải là được sinh ra bẩm sinh phải không ạ? À, cũng giống nhưng mà em lại thấy một số người bạn của em họ rất là giỏi nha, nhưng họ đến làm lần nào được vì sao? Đây vậy thì như chị Thủy, cái chị Thủy thì vì sao con này sai này chị Thủy? Dạ, theo em thì em nghĩ lãnh đạo thì người ta cũng rèn luyện hàng ngày hoặc là trau dồi qua những theo thời gian, chứ không thể tự nhiên mà người ta được phong lên làm lãnh đạo ạ. Ví dụ như ông hiệu trưởng đi, thì có nghĩa là ông hiệu trưởng cũng phải trau dồi, phải rèn luyện các kỹ năng, rồi qua theo thời gian thì người ta mới tích lũy được những cái chuyên môn, những cái kỹ năng ứng xử hay gì cái đó thì người ta mới được làm lãnh đạo, chứ tự nhiên không không mà không ai cho lên làm lãnh đạo đâu ạ. Ok, cũng được có lý ha. Bây giờ nếu như mà muốn phải có được cái trust, một cái niềm, một cái sự tin tưởng của người ta đúng không ạ?
phải persuade people to trust him or her, đúng ạ? Alright, mình phải thuyết phục được người ta thì người ta mới cho làm lãnh đạo, cho tự nhiên làm sao được, đúng ạ? Yeah, đó cũng là một cái suy nghĩ. Bây giờ mình còn có ý cuối cùng nè. Alright, fear of speaking in public is detrimental and must be eliminated. Nghĩa là gì? À, cái mà cái việc mà sợ nói được đám đông á là một cái việc đáng tổn chức năng ấy. Mình cần phải loại bỏ cái nỗi sợ này ngay lập tức. Mọi người nghĩ sao? Cái này mà tức là gì? Cái này là một cái tình huống tốt gì cả? Loại bỏ đi, ok. Ai phải học cách để mà loại bỏ cái nỗi sợ này hết? Mọi người nghĩ sao? Đấy. À, ok. À, đúng ha. Dạ. Vì anh Phong nghĩ cái việc mà nói được đám đông mà nếu như mà nói mà sợ như vậy á thì sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện gì anh Phong? Ảnh hưởng tới nhiều thứ không? Em thấy là ảnh hưởng tới nhiều thứ lắm cô. Ví dụ như trường em thì em thấy là có một cô mà cũng là cô của em mà cũng lớn tuổi rồi. Thì khi mà cô mà đứng trước đám đông là cô thường là rất là run. Nói hồi là rất là run rồi mặt mày thì xanh lè xanh lét. À, cũng có nhiều nhiều cô cũng giống như vậy, ở trường vợ em cũng giống như vậy cô ơi. Thì em thấy là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới cái ngay cái thời điểm mình giao tiếp đó rồi. À, sau đó thì nó còn ảnh hưởng tới tâm lý của mình nữa. Có thể là mình rung hồi mình bị tim gì nữa, mình xỉu nữa. À, cho nên là em nghĩ như thế. Em thấy là như vậy. Anh Phong dạy trường nào anh Phong? Anh Phong dạy em dạy ở trường An Thới ở Phú Quốc của cô. À dạ, anh dạy muốn gì em, anh Phong? Em dạy vật lý. À dạy vật lý. Dạ. Ok, dạ. Alright. À, đó cũng là một cái big problem nha. Dạ, đúng rồi. Speaking in public, thật ra cũng giống như cái việc mà sợ nói được đám đông này á, có một số người mình gọi là rất là dàn gì, nhưng có một số người đúng là họ có những cái nỗi sợ, đúng không ạ? Nào là sợ ví dụ như mình đứng đó mình nói người ta hiểu hoặc cười cho, rồi nào là sợ khi mình đứng đó mình ăn mặc như thế nào có thể là gây được cái tức là khuyết chuyện họ cười không, vân vân, đúng không ạ? Kiểu giống như mà mình đứng mình dạy học trò cái mà thấy nó cười ngại thôi là mình cũng bắt đầu suy nghĩ, ủa chứ có gì cười vậy, ok, cũng nhìn quánh nhìn quốc chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì đây là cũng những cái mình cần consider, right? Vậy thì người ta đã có những cái lý giải như thế nào? Vậy, người ta bảo là effective communication là một cái learned skill, right? Là một kỹ năng mà mình cần phải học, right? Mặc dù là có một số người are born brighter, người ta được sinh ra là người ta gọi là sáng sủa hơn, người ta gọi là smarter đó, thông minh hơn, hoặc là more extrovert. Extrovertic nghĩa là hướng ngoài hơn người khác, right? Nhưng mà ok, ở đây đi những cái điều này cũng là gì, right? Cũng cần phải có những cái là gì để mà improve, ok, can improve their ability and become more effective communicator. Nhưng mà ngoài cái việc này ra thì họ cũng phải học thôi, đúng ạ, để mà phát triển cái kỹ năng giao tiếp, để mà giao tiếp giỏi hơn, đúng ạ, right? Theo cái ý thứ hai, nếu như mình mà practice một cái bad communication habit, right, tức là sinh ra mà ví dụ trong mình như hồi nãy em nói là trong cái điều kiện gia đình đó, right, tức là bố mẹ mới suốt ngày gây nhau cả nhau vân vân, mà ăn to nói lớn thì em nghĩ được con cũng như vậy, right, thì đó là mình nghĩ vậy thôi, right, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, ok, vì mình sẽ theo những cái principle. Ví dụ như người Huế sinh ra lớn lên ví dụ như trong một cái gia đình giả sử giàu truyền thống thì cái xu hướng á thì họ có thể suy nghĩ hơi phóng kiến một tí, quy tắc một tí. Ví dụ như nhưng mà cũng là gia đình đó, nhưng mà lớn lên ở trong Nam, trong môi trường khác thì tự nhiên sẽ gợi mở hơn, đúng ạ? Yeah. Right. Alright. Một số cờ mình theo lại cái ý kiến số 3, người ta ý kiến số 3 người ta bảo là gì? À, khi hai người mà đã biết nhau quá rồi thì không cần phải nói ra nữa, tự hiểu, right? Thì đôi khi thì chính là cái suy nghĩ này này. Alright. Ok. Nó đã tạo thành một cái vấn đề rất là lớn đối với việc giao tiếp giữa người với nhau. Ok, alright. Thì tức là nghĩa là gì? Hiểu nhau quá rồi mà vì sao mà cần gì phải nói? Ngán đó là hiểu rồi. Ok, alright. Đạo lý phải ở với nhau lâu như vậy và hiểu tính cách của tôi như thế nào chứ, mà vì sao lại cư xử như vậy? Vì sao lại có thể nói những lời như vậy? Alright, và bản thân với em này thật là cũng giống như là một cái hệ giữa husband and wife, vợ với chồng nhà hàng, right? Đôi khi bảo là ô, ở nhau 30 năm, 20 năm rồi mà, right? Bây giờ một cái sở thích đơn giản của vợ cần gì cũng biết à. Nhưng mà đôi khi nghĩ là gì? Một cái open, honest communication
thì nó là gì, có thể là gì, dập tắt được những cái barrier, đúng không ạ? Right, câu số 4. Right, thì có việc là nói hụt toẹt ra thì khi nào tốt cả, họ bảo là cứ nói thẳng thẳng ra đi nó tốt, nhưng mà đôi khi không phải khi nào nó cũng good cả, đúng không ạ? Đôi khi cái gì gọi là nói thẳng quá có thể khiến mất lòng. Cho nên là tiếng Anh người ta có những cái từ là white lie, lie là lên nói dối, white là trắng á, là màu trắng á. White lie ở đây không phải là nói dối trắng trơn, mà white lie ở đây là chính là gì, chính là cái lời nói mà là gì, vô hại. Ok, ví dụ vậy là mặc cái áo đẹp không, mình bảo đẹp chứ, mặc dù bụng mình thích chút nào cả, nhưng mà đó là muốn tôn trọng cái sở thích của người ta, đúng không ạ? Ví dụ như em tới nhà người nam đó mời ăn quả trời mà mặc dù mình không muốn ăn nhưng mình cũng phải ăn, thì đó chính là kiểu white lies, đúng không ạ? Alright, ý kiến thứ năm là mình nói là cái mâu thuẫn đó, thì người ta bảo là gì, người ta bảo là gì, conflict does not have to involve. Thật ra đã gọi là mâu thuẫn thì không cần thiết phải liên quan giữa người thắng và người thua, cả hai người đều có thể thắng. Thắng ở đây là gì, có thể đạt được một cái gì đó thông qua cái conflict đó. Thì như anh Phong và chị Hiền hay là hồi nãy anh nói đó, right, thì đó là những cái mà để khiến mình consider nha. Right, thì họ nói là leadership, cái khả năng lãnh đạo. Hồi nãy người ta bảo lãnh đạo là được sinh ra, cũng hàng đúng ạ. Lãnh đạo gì, khả năng lãnh đạo cũng giống như giao tiếp, right, cũng như là biết cách lắng nghe, right, cũng là một kỹ năng cần phải học cả, như chị nói là đúng rồi đó. Right, và câu số 7, thật ra ai cũng sợ hết. Ok, nhưng mà mình cần phải biết cách là khống chế nỗi sợ, chứ không phải là loại trừ đi cái nỗi sợ đó. Mình loại trừ được, ok, đôi khi cái chính cái nỗi sợ đó sẽ khiến cho mình là gì, giao tiếp của mình hiệu quả hơn, mình làm nó tốt hơn. Đôi lúc sợ một tí thì khiến cho mình chuẩn bị bài kỳ hơn, đúng không ạ? Sợ một tí thì khiến mình chỉnh chu hơn trong cách ăn mặc, để ý rất là nhiều factor, để từ đó mình có một sự chuẩn bị tươm tất hơn, để cho cái khả năng khi mà mình xuất hiện để đọc một bài diễn văn là mình bảo đảm, tôi hiểu được, tôi chuẩn bị tâm lý đó nghe, người ta cười thì tôi phải làm sao, ví dụ như nửa chừng mà nói mất điện tôi phải làm sao, tôi phải mặc áo quần như thế nào, mà tôi điều chỉnh giọng nói làm sao, tất tất. Ok, cho nên fear đôi khi không phải là một cái big problem, một cái big barrier để mà ngăn cản cái communication của mình nhé. Right, right, thì nó hơi lý thuyết một tí ha, mình có một cái phần một tí nữa thôi là mình xong cái bài học này ha. Vậy thì principle of human communication là gì? Principle là nguyên tắc của việc giao tiếp của con người là gì? Ở đây mình có một số nguyên tắc. Alright, và mình cần phải giải quyết cái này. Alright, mình có 8 nguyên tắc, mình có 8 cái principle. Thật ra là những cái principle này em nghĩ là mọi người đã đều có hết nữa rồi. Và những cơ bản là chưa biết gọi tên nó ra như thế nào thôi, chưa biết hết rồi. Câu thứ nhất là communication is purposeful. Đúng ạ, giao tiếp là purposeful, là chứ, là có mục đích. Transactional, trend là gì? Trend là mình gọi là translation ấy, là dịch. Ok, là dịch ra được, tức là mình có sự gọi là mình có sự chuyển đổi đó. Mà action là hành động, đúng không ạ? Transactional là sao? Right, ok, nó mang tính chuyển đổi hành động mà. Right, là sao nhỉ mọi người? Mọi người hiểu sao về vấn đề này? Hoặc là communication is packet of signal. Alright, tức là packet là một cái gói. Signal là gì? Là một cái ký hiệu, dấu hiệu. Thật ra là communication không chỉ là bằng giọng nói với nhau thôi, như mình hỏi đó, hồi nãy mọi người nói đó, ok, mà nó là tổng hợp rất nhiều loại ký hiệu khác nhau. Nó là có ánh mắt này, có tay chân khu khu tâm lâm ta ha, rồi có lời nói này, đôi khi cần nói nè, một cái gật đầu, một cái lắc đầu, một cái im lặng, một cái tiếng cười thôi cũng là communication. Communication is process of adjustment. Ở đây nghĩa là sao? Adjustment là gì? Tức là sự adjust là gì ạ? Sửa đổi, thích nghi. Alright, chỉnh sửa. Ok, là một quá trình của cái việc mà chỉnh sửa, thích nghi, đúng ạ? Và nó liên quan đến là gì? Thứ năm, involve content là nội dung.
relationship dimension là gì, những cái yếu tố mang gọi là mang chất là quan hệ, tức là nó vừa có nội dung, nó liên quan về mặt nội dung mà nó cũng liên quan đến cả cái yếu tố mà gì nói về các mối quan hệ giữa người với nhau nữa. Alright, okay, communication ambiguous. Thì nó gọi là ambiguous, ambiguous là gì ạ? Là mơ hồ. Tại sao người ta lại nói như vậy? Họ gọi là communication is punctuated. Punctuated là đúng giờ. Alright, đúng lúc. Vì sao lại như vậy? Và communication is inevitable. Okay, okay, irreversible and unrepeatable. Điểm. Nó là gì? Tất yếu rồi. Và nó bất, ok, nó là gì? Nó không thể nào là quay trở lại được và nó cũng không còn lặp lại. Đó là sao? Yeah, mình sẽ đi lần lượt qua từng cái này nhé. Thứ nhất, communication is purposeful. Mọi người thể đọc cho em cái này. Nhưng mà mình hiểu sao về cái vấn đề này. Cái này cho mọi người hỏi đấy. We communicate for a purpose. Mình giao tiếp là có mục đích rõ ràng. Ok. Mục đích đó là gì? Some motivation leads us to communicate. Tức là có một số cái động lực. Một cái cửa sổ gọi là gì? Mình có một cái số cái động lực nào đó. Một cái gì? Nó thúc đẩy mình, khiến cho mình phải đi mở miệng giao tiếp để mình thực hiện cái việc giao tiếp. Đúng không ạ? Mình viết, mình hay mình nói, mình cũng đã cố gắng là gửi đi một cái message, là gửi cái thông điệp. Và cố gắng là gì? Hoàn tất cái mục tiêu mà mình đặt ra. Chứ không phải là tự nhiên nói mà nó trọng trọng chứ không, đúng ạ? Mà nó đánh xem, đúng không? Ví dụ như mình ngồi mà mình nói chuyện giữa, ví dụ em nói chuyện với mọi người đây, thì em cũng có cái purpose của em là gì? Alright, ok, dạng dạy ngày hôm nay. Còn ví dụ như mọi người hỏi hán một nhau một câu thôi, cũng là thể hiện là gì? Okay. Có thể là xài giao, mà cũng có thể là make friends, ok? Mà cũng có thể là mình trao đổi thông tin, đúng ạ? Vậy thì mình có năm mục đích chính. Có thể là giao tiếp để mà học, để lấy một cái kiến thức gì đó thôi, đơn giản là học mà nghe có vẻ hăng lắm, đúng không ạ? Để mà mình có thể nhặt nhạnh bất kỳ một cái kiến thức gì đó thôi. Hoặc là gì để mà relate, để là gì? Relate ở đây là gì? Để mà thiết lập quan hệ. Hoặc mình nói cơ bản là để mình gì? À, mình đang thể hiện cái sự mình muốn hỗ trợ giúp đỡ người ta. Ví dụ mình nói, mình gọi là nói đỡ lời đó. Hoặc là mình thấy người ta có vấn đề thì mình nói ra để mình đưa ra lời khuyên, đúng không ạ? Thì đó là mình đang cố gắng giúp đỡ. Thì đôi khi mình mở miệng đó mình nói, hoặc là đôi lúc mình biết mình giao tiếp để làm gì? À, để mình gì? Mình thể hiện cái quyền lời của mình, cái quyền hàng của mình, mình thể hiện cái thái độ của mình. Đó, tức là mình đang influence, mình gây ảnh hưởng tới người ta. Còn đôi khi nói chỉ là gì? Nói cho vui thôi, nói cho khiến người ta cười, thì đó chính là entertain, đúng không ạ? Nói để mà thư giãn, ok, ok, chuyện phím, mình gọi là nói chuyện phím cho vui ạ. Cho nên là không bao giờ giáo tiếp mà nó có mục đích cả, ok, mục đích này với mục đích khác, nó vẫn là gì, ok, mục đích của giáo tiếp. Vậy thì thế nào mình gọi là communication is transaction? Transaction ở đây là gì? Có nghĩa là nó luôn thay đổi. Right, ok. Thì việc giao tiếp nó sẽ làm thay đổi. Nó thay đổi theo cái nội dung của câu chuyện. Không phải là mình nói là à, tôi muốn nói về cái này thì đã là như vậy. Người nghe họ chắc chắn là họ phải follow cái direction của mình. Nhưng đôi khi họ có thể chuyển chủ đề câu chuyện khi nào không biết, đúng không ạ? Đang nói chuyện ví dụ như hồi nãy á, em chỉ nói chuyện với anh đợt các họ tổn thất, anh Tung Tung ở đây là chắc là người gốc Huế. Anh Tùng anh lại qua câu chuyện, qua cái chuyện là có cái anh chàng tổn thất nào đó trên TV, đúng ạ? Thế tức là nó changing, là cứ nướng theo nhau để mà phát triển câu chuyện, chứ không phải là tự nhiên mà cái câu chuyện chỉ một nội dung mà xong, đúng ạ? Rồi là gì? Nó interdependent, thì có nghĩa là sao? Tức là người này gây ảnh hưởng tới người kia, người đang nói chuyện hồ hởi vui vẻ, nhảy vào nói chuyện, ui lâu ngày gặp, mà người kia chỉ cần biểu lộ cái thái độ là không muốn nói chuyện với mình một cái thôi, là tự nhiên mình cảm thấy như thế nào? Bực dọc, ôi chẳng thế à, chẳng ha, tự nhiên mình tới tay bắt mặt mừng mà chẳng nói gì cả, bực bội, ok? Thì tính là cái việc đó người khác nó gây ảnh hưởng tới mình, đúng không ạ? Là một cái hai chiều ảnh hưởng tới nhau, và nó depend on individual for me, tức là nó nương vào nhau giữa hai người, alright?
Và có một cái nữa là nói như thế nào? Result in each other, each person in the communication. Alright? Ok. Tức là gì? Nó ảnh hưởng lẫn nhau. Và cái kết quả thì cả hai đều đạt, đều gặp được một cái chí đó, có thể tốt, có thể xấu. Nhưng mà cả hai người đều có nhắc được một cái gì? Chứ không phải là đến cùng một người nói là người ta biết vậy thôi, còn người kia có một cái cả đúng không? Cũng có một cái lượng thông tin chí đó. Đúng ạ. Đó, còn cái chuyện mà signal em nói rồi, chỉ là mình nói thôi, mà còn nhiều, rất là nhiều cái khác nó ảnh hưởng tới đó. Nên mình gọi là verbal và non-verbal communication. Tức là gì? Nói bằng lời, nói bằng hành động. Đúng ạ. Ok. The communication is a process of adjustment. Thế nào gọi là adjustment? Adjustment ở đây chính là gì? À, tức là mình phải biết từ thích nghi, phải từ điều chỉnh cho nó phù hợp. Đúng không? Không phải là tự nhiên tôi nói rằng tôi, ok, phong cách của tôi là như vậy, anh giao tiếp với tôi, anh phải theo cái phong cách của tôi. No, alright, ok, quy chuẩn của tôi là như vậy. Đó, alright, ví dụ như anh nói cái chuyện đấy ha, người Huế là như vậy, như vậy. Nhưng mà cái anh kia anh nói chỉ cần khác vì cái quan điểm của anh một cái là anh bảo, ôi cái anh đó, sao người Huế mà, cái gì vậy, Huế, Huế đâu, chứ phải Huế đâu. Đấy, tức là gì? Alright, tức là theo kiểu là gì? Mình có những cái norm, mình có những cái quy chuẩn riêng, mình có những cái phong cách riêng, nhưng mà và mình cũng expect, mình có expect, có quyền expect nha, mình trông đợi người ta có thể là giao tiếp giống như những gì mà mình trông đợi, nhưng mà chưa hẳn, đúng ạ. Ok, thì cho nên mình mới có những cái người ta gọi là, sau này ngày mai mình sẽ học cái người ta gọi chính là intercultural communication, tức là giao tiếp liên văn hóa. Văn hóa ở đây là gì? Phải là đơn thuần là Bắc Nam, không phải là đơn thuần giữa Tây và ta, mà cái liên văn hóa đây có thể là giữa hai thế hệ hoặc là giữa người với người, khi mà thể hiện những cái quan điểm khác nhau thì có những cái văn hóa khác nhau đó. Đấy, và mình có một cái khái niệm nữa mà đến về hai cái tuần cuối cùng mình sẽ học, đó chính là communication accommodation theory. Tức là gì? À, giao tiếp ra làm sao để mà có cái sự gì, à, tạo nên cái mối quan hệ giữa người và người đó. Thì đó là cái năng kinh kinh chi đây đấy. Đó, ví dụ như mọi người nhìn bức tranh này, mọi người có thể interpret cái kiểu gì đây? Mọi người nghĩ sao ạ? Nhìn bức tranh này mọi người thử nói cho em, mọi người nghĩ sao về cái hình ảnh này? Cái ông đó, ông nghĩ ông đâu cái gì? Nói đấy, cái anh chàng mở miệng nói nha. Đó, anh nói cái gì? Anh nghĩ là anh nghĩ cái hình gì mọi người? Anh nghĩ là một cái con cá mập, đúng ạ. Tức đầu là đang đang nghĩ đến cái con cá mập. Ok, shark. Không biết ông nói làm sao từ cái con shark mà có một cái bấm 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 rất đau gì đó, mà cuối cùng á là mọi người ra cái gì vào cái đầu anh kia là sẽ ra gì mọi người? Cái thông tin là bắt đầu sẽ chuyển chuyển chuyển, cuối cùng tạo ra cái hình này là cuối cùng hẳn phải ra con cá mập nữa. Ông ra cái gì ạ? Ra thành một con cá đuối, đúng không ạ? Mà có cái gì mà đội cái mũ trên đầu á? Ủa rồi cuối cùng là ra cái gì, đúng không ạ? Yeah. Vậy thì cái hình ảnh này nó đại diện cho cái gì đấy? Tức là cái communication nó liên quan tới cái nội dung, nhưng mà nó cũng là liên quan tới một số cái yếu tố khác nữa. Đúng ạ. Thì tức là ở trong một số cái tình huống giao tiếp thì có thể là nội dung thì mình nói như vậy, nhưng mà cái mối gọi là cái relationship, ok, thì có thể là cái vary, tức là rất là đa dạng. Ok, vậy thì lại có một cái mối trường hợp của đó, đúng ạ. Thì nội dung có thể là khác nhau, nhưng cái mối quan hệ vẫn là như vậy. Vậy thì mọi người hiểu sao về hai cái đề câu này? Mọi người có ai suy nghĩ về câu này không? Nội dung thì như thế, nhưng mối quan hệ á, những cái yếu tố khác mà là nó là gì? Nó rất là vary, đúng không? Thì việc của mình là làm sao?
Alright. Mình nhớ cho em một câu là gì? Trong giao tiếp thì mình lưu ý đến cái việc là một, mình có nên ignore là gì? Mình lơ đi những cái yếu tố khác trong ngoài cái mặt nội dung không? Vấn đề là chỉ tập trung vào nội dung thôi. Còn những cái mà râu ria quan hệ sang xe gì đó vứt qua bên. Hay là mình tập trung vào cái mối quan hệ ok giữa người với người để mà gì mình trau chuộc, mình chuyển đổi nội dung cho nó phù hợp. Đó. Thì tức là yếu tố là gì? Trong giao tiếp mình muốn nhấn mạnh cái gì? Mình muốn thiết lập quan hệ hay là mình muốn giữ cái nội dung hay là cái thông tin hay là gì? Alright, mình phải cân nhắc giữa hai cái. Và nếu như mình muốn giữ cả hai thì mình phải làm chi? Alright, ok. Đó, thì đó là cái mà người ta hay nói. Và đôi khi thì mọi người đó đó, right, cái thông điệp á, nó thường nói ra nó rất là ambiguous. Thì đôi khi giao tiếp với nhau á, nó có thể rất là gì ambiguous. Tức mình hay có câu gọi là gì? Người nói hữu, người nói thì vô tình mà người nghe thì hữu ý, đúng nghe. Tức là gì? Đôi khi mình nói vậy nhưng không phải vậy, mà cái anh kia thì anh ngồi anh suy luận, anh suy bùng ta ra bùng mình, mình hay gọi như vậy ha. Ok, tự nhiên tôi đang khen nói là sao cuối cùng anh suy nghĩ sao, anh suy diễn ra sao thành là tôi đang muốn gây sự. Ví dụ như ông nào mà người nhìn bức tranh ông đang bảo call me a taxi please, call là gọi đúng nè, tôi a taxi, một chiếc taxi nha please, vui lòng. Bà này bà hỏi liền, you want me to get you a taxi, anh muốn tôi gọi cho anh một chiếc taxi hay là tell you you are a taxi, ok, hay là anh muốn tôi nói anh là một chiếc taxi, ok. Vậy chứ mọi người thấy ạ, tức nghĩa là sao, rất là gây hiểu lầm đúng không ạ? Right, ok. Vậy thì để làm sao để giải quyết cái việc hiểu lầm đó? Ok, thì phải tùy vào tâm trạng hay văn hóa hay mọi thứ đúng không ạ? Ok, thì việc mà lời nói thì khi nào cũng có ambiguous, ok, nhưng mà tùy văn hóa, tùy con người, tùy tâm trạng lúc đó mình có thể là gì interpret, nghĩa là mình suy diễn nó ra thành những cái nghĩa khác nhau đúng không? Alright, ok. À, ví dụ như một người nói là well, I certainly never take chicken cooked that way before. Trước giờ chưa bao giờ mà ăn một cái con gà mà được nấu cái kiểu này hết á. Đúng ạ. À? Vậy thì cuối cùng là ý của người này là thịt gà là ngon hay là dở? Vậy thì phải tùy thuộc vào cái bối cảnh thôi. Đúng ạ. À? Ví dụ như người ta nói là I saw someone on the hill with a telescope. À, tôi thấy ai đó mà đi lên trên, ở trên cái ngọn đồi á mà with, tức là với một cái gì, một cái telescope là một cái kính viễn vọng. Vậy thì ở đây có người sẽ hiểu là gì? À, tức là anh ta dùng một cái telescope, dùng kính viễn vọng nhìn lên trên đồi và thấy à có một người ở trên đồi ấy. Hay là có người khác lại diễn giải là à người đó thấy một người đàn ông cầm một cái kính viễn vọng mà đi lên trên đồi, đúng ạ. Vậy thì ở đây không biết cái nào đúng không á, phải tùy vào bối cảnh và cái cách suy luận, cái kinh nghiệm của người đó thôi. Và tiếp theo là communication is punctuated, cái này là phải đúng lúc, ok, mình hay gọi là nói đúng thời điểm đó đúng nghe. À, thời điểm anh nhớ có một cái trường hợp là tức là cách đây rất là lâu rồi, nhưng mà có một lần em kể chuyện cười cho ông xã của em đi, mà em kể xong em đang rất là háo hức, rất là gọi là rất là happy, háo hức là muốn tưởng tượng là khi em kể câu chuyện là xong á là ông phải cười, mà ông bảo rồi à. Tự nhiên cảm giác rất là hụt hẫng mà tối lại tự nhiên ông cười, tức là ông ngồi ông interpret kiểu sao là ông hiểu là ông cười, mà đến cái lúc đó mà ông cười á thì em lại cảm thấy giác là như thế nào rất là silly, tức là khùng à. Ê, tự nhiên bây giờ tự nhiên ngồi cười hằng nấn sen, không có một cái nội dung ý nghĩa gì cả, tự nhiên tôi kể chuyện cái chiều nhưng bây giờ ngồi mà cười. Rồi thì lúc đó là nó không có punctuated thì đúng ạ. Nếu như ông đó ông cười đúng thời điểm này là khác rồi đúng ạ, thì đó chính là một cái mình lưu ý nhé. Alright, vậy thì ok, mình qua vị cuối cùng.
Vậy thì communication tất nhiên bản thân của nó là tất yếu rồi, đúng ạ, không thể thay đổi rồi, không thể lặp lại, đúng đấy. Mặc dù là mình xem nhưng mà tùy trong cái bối cảnh mà nó có những cái khác nhau, đúng ạ. Alright, cho nên là cẩn thận nha. Alright, nói là phải suy nghĩ kỹ nha. Alright, ok. Đấy, mình hỏi ha, ăn có nhai, nói có nghĩ là đúng ạ. Đừng có nói một cái gì mà sau này mà mình phải ngồi, mình hối tiếc. Nhưng mà thật ra cái này khó lắm mọi người ha. Và đôi khi dần lên thì nói thôi chứ đâu có biết gì đâu. Đúng ạ, mình nghĩ về hậu quả. Thì vấn đề của mình là communication, bản thân của nó như vậy. Nghĩa là nói rồi lắm có thu hồi lại được đâu. Alright, ok. Nhưng mà right, cho nên cần phải ghi cho kỹ. Nhưng mà right, ok. À, vậy thì in a nutshell, đấy, tóm lại là communication là có mục đích đàng hoàng và nó là gì, thay đổi liên tục ha, và nó có sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa người và người đúng ạ, và nó chỉ là đơn thuần là lời nói mà còn có hành động nữa, và mình phải điều chỉnh để cho nó phù hợp lẫn nhau. Và khi nói thì mình gì, mình cần cân nhắc giữa mặt nội dung và cái mối quan hệ giữa người với người đúng ạ. Và lưu ý một yếu tố là lời nói thì khi nào cũng ambiguous, tức là có thể gây hiểu lầm, đúng ạ. Rồi mỗi người sẽ có những cái cách hiểu khác nhau, rồi cho nên cũng phải cẩn thận một tí, đừng có nói cái gì mà cuối cùng là gì bản thân mình càng cần phải cảm giác là hối hận sau này. Và communication thì phải đúng thời điểm, ok, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Right, right, ok. Đó thì đó là những cái mà nó liên quan tới cái phần bài học hôm nay của mình thôi. Rồi, ngày mai mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề văn hóa và ok. Thì hôm nay là những cái bài, những cái khái niệm cơ bản trong giao tiếp. Vậy thì hôm nay mọi người thấy em nhưng khi một hơi em thấy im lặng như vậy, biết mọi người có hiểu bài không? Any feedback, có nhắn quả không mọi người? Đấy, any comment? Có comment gì nữa không? Dạ. Dạ, em thấy không thấy vấn đề gì cô ơi. Dạ, có hiểu bài không ạ? À? Mọi người thấy ok không? Tốc độ giảng như thế này mọi người hiểu không? Rồi. Ok, vậy thì mình dừng cái bài học của mình tại đây thôi. À, cơ bản là một số khái niệm như vậy. Rồi hôm sau mình sẽ quay qua bà và vấn đề khác. À, nếu mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ cô ơi, mới nãy cô nói là bài kiểm tra đó là bài kiểm tra cho giữa kỳ làm thôi phải không cô ạ? À, dạ, bài này là bài kiểm tra của mình. Thì khi nào bố đến ngày cuối cùng em sẽ nói mình sẽ làm cái gì, cũng có gì phức tạp lắm đâu. Đấy, ok. Rồi mình sẽ dành 1 ngày rưỡi cho cái bài kiểm tra đó, chứ không phải là đến tuần, hoặc là 2 ngày cho cái bài kiểm tra đó, chứ không phải là chỉ là một cái buổi ngồi trong đó làm bài đó. Một dạng assignment thôi. Mình sẽ đưa bài lên trên Google cho Classroom cho mọi người thời gian làm bài. Về tới ngay cái revision đó mình sẽ nói kỹ là mình mọi người sẽ làm gì, mình sẽ có cái structure cho mọi người làm, yên tâm ha. Có gì nữa mọi người? Còn lớp này thì mình dạy cái kiểu là không biết người khác có định danh không, nhưng mà mình thì mình có thói quen định danh cả cái lớp mình dạy. Mọi người cứ vào được thì mọi người cứ vào, join được class thì join, bằng việc thì cứ bằng việc ha. Cơ bản để mọi người hiểu được bài là được rồi, cũng cần gì phải quá nặng nề lên đánh điểm danh nhiều nữa ha. Ok rồi ha, vậy thì mình dừng bài tại đây. Thank you everybody, cảm ơn mọi người nhé.